nghiệp. Anh ăn rồi, anh đã bắt phở rồi. We'll be right back.
ARC thì gửi chào tới tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay ạ. Mọi người cho mình một tràng pháo tay được không ạ? Okay, giờ thì chưa biết nói nhiều với lại được nhà cái ra đấy mấy thôi, nên là bây giờ tạm thời nghe nhạc nhá. Sau đây là một bài hát dành cho những người mà không thích mùa đông, những người mà có bệnh viêm mũi chẳng hạn. Sau đây là bài hát Bao giờ mùa đông đi qua. Thank you.
rồi là một số ca khúc hơi cũ một tí, và bây giờ ra một hai ca khúc hơi mới một tí. Toàn. Suy mà ấy, đầu tiên là ca khúc Bố Thú Không Em. Thank you.
ra thì nó về kiểu nội dung thì nó là suy, nhưng mà nếu mà cứ viết để nhạc suy mãi thì anh em chán kiểu. So không, tí nữa anh em ở lại đây lâu thì tí Pink Floyd cũng suy à, ngoài Vũ viết các thứ ở đây suy nhiều lắm. Chắc kiểu vui vui tí đi. Và rất cảm ơn sự ủng hộ mọi người ngoài mọi người hôm nay. Và kiểu rất vui khi mà như là không nhớ lần cuối cùng đánh ở HRC ở bao giờ rồi, kiểu lâu lắm không được sinh hoạt dưỡng sinh nhưng mà anh em vẫn không quên mình, kiểu hạnh phúc vẫn chưa. Mọi người cho các bạn, cho chính các bạn một tràng pháo tay. Ok, bài hát này thì thực ra nội dung này cũng hơi suy nhưng mà có một số chỗ khá vui ấy, nên là nếu mọi người thích nhảy múa thì cứ nhảy múa cho sướng nhá, tại vì tội gì mấy khi đâu. Thank you.
bên này bên thứ hai. À đâu, bên này bên thứ ba. Đây là bên thứ ba. Bài hát lần cuối, bài hát mà có thể các bạn sẽ tìm thấy trên YouTube, nhưng mà đây là một kiểu phiên bản chẳng thấy quan quái gì nghe kiểu phiên bản đấy. HRC 13 năm rồi, tạ quá đỉnh, chưa có video nào lâu được như này luôn. Cảm ơn Nguyên Lê, Hoàng Phương và tất cả anh em trong quầy ba, cảm ơn chú Đa, cảm ơn tất cả mọi người vì đã
tạo ra một sân chơi như thế này cho mọi người, tất cả mọi người, tất cả các ban nhạc của Hà Nội cũng như ở Việt Nam, và không thể quên được cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. Và sau đây là ca khúc ngày hôm cuối cùng, một ca khúc mà có lẽ là sẽ khá phù hợp của thời ngày Noel ngày hôm nay. Noel hôm nay cho hỏi là có ai chuẩn bị không? Wow, đúng không? Nếu mà hôm nay không có người yêu thì các bạn có thể tự rủ nhau đi chơi, tự rủ nhau hết phát hoặc là đây. Tức là các bạn đang có một đêm rất là vui ở đây. Và sau đây là ca khúc Cô Đơn Thì Làm Sao. Thank you.